Gì đang làm gì đấy? Anh đang học bài ạ. Gì tắm lâu thế? Dạ vâng, anh vào đi ạ. Gì? Anh. Gì lên từ lúc nào đấy mà anh không biết? Em xuống được mấy hôm rồi nhưng mà anh đi công tác nên anh không biết ạ. Chắc là dạo này anh bận quá anh không biết. Mà quên đấy, chúc mừng gì nhá, đỗ hẳn hai trường đại học liền, giỏi thế. Cũng bình thường thôi ạ. Mà mấy hôm nữa chắc em ở đây lâu đấy, có gì anh chị giúp đỡ em với nhá. Rồi rồi, gì cứ khách sáo thế nào ấy, toàn người trong nhà với nhau cả. Dì cứ ở đây thoải mái nhá, không sao đâu. À, mà thôi, anh vào đi tắm đây. Đi đường bụi bẩn mệt quá. Dạ vâng ạ. Dì đấy à? Mới đi học về à? Em chào anh. Sao bảo bạn trai lên nhà chơi? Dạ thôi, chắc bạn em bận rồi, để lúc khác ạ. Đấy, lên nhà trước nhá. Dạ vâng, em chào anh ạ. Chào em. Anh Tài mà Thu vẫn hay kể đấy à? Anh rể của Thu đấy, vừa đẹp trai này vừa tài giỏi, idol của lòng Thu. Vậy à? Thế Tuấn, có phải mẫu người mà Thu thích không? Hỏi khó thế làm sao mà trả lời được. Tuấn đoán thử xem. Dì ngủ chưa? Có chuyện gì đấy ạ? Anh khó ngủ quá, dì tâm sự với anh chút được không? Sao muộn thế này rồi mà lại muốn tâm sự với mình nhỉ? Chẳng phải hai vợ chồng anh chị có chuyện gì đấy chứ? Sao thế ạ? Cũng không có gì. Từ ngày dì lên ở cùng anh chị, anh rất vui. Đi làm mà anh cũng chỉ muốn về nhà sớm. Dì hiểu ý anh chứ? Quái gì này? Anh bị biến thái à? Mình là em vợ của anh ta cơ mà. Sao anh ta lại nhắn cho mình thế này nhở? Tốt nhất là không nói gì nữa, anh ta sẽ tự hiểu. Dì dậy sớm thế? Dạ vâng. Dì đang làm gì đấy? Anh đang học bài ạ. Em chị biết. Dì tắm lâu thế? Dạ vâng, anh vào đi ạ. Kể ra thì cũng chưa có gì quá đáng cả. Nhưng Thu cũng phải cẩn thận đấy. Nếu anh ta là người đàng hoàng thì sẽ không cư xử như vậy đâu. Nhưng bây giờ biết làm thế nào? Đúng là anh ta chưa làm gì Thu cả. Nhưng mỗi lần về nhà Thu cảm thấy sợ lắm. À, hay là Thu nói với chị Linh đi. Hai chị em thì dễ nói chuyện hơn. Không bao giờ chị Linh tin Thu cả. Bởi vì trong mắt chị Linh ý, anh ta là một người chồng chuẩn mực. Đối xử với gia đình của vợ rất là tốt. Không bao giờ có chuyện là anh ta là một kẻ xấu. Cũng khó thật. Bây giờ Thu phải thật cẩn thận, tránh ở nhà một mình với anh ta.
đúng rồi. Anh để Thu bảo với chị là để Thu ra ngoài ở nhá. Ờ, cũng được đấy. Sao mình không nghĩ ra sớm nhỉ? Được, để tí nữa về nhà Thu bảo với chị luôn. Đi. Chị ơi. Mấy hôm nữa chị cho em ra ở với bạn nhá. Đang ở với anh chị bình thường, tại sao lại muốn chuyển ra ngoài? Con bạn hồi cấp 3 của em nó ở một mình, nên là em ra ở với nó cho tiện. Thôi đi, cô muốn ra ngoài ở với thằng Tuấn chứ gì. Thế không được đâu đấy. Vừa mới xuống được 1-2 tháng đã đòi ở riêng rồi. Chị nói thế thằng Tuấn nào? Bạn em nó là con gái. Với lại nhà nó ở ngay gần trường, em ra ở với nó chặt tiện hơn à? Đi một tí là đến trường rồi. Thôi, chị đã nói rồi đấy, không đi đâu cả. Mà bố mẹ thì đã sắm cho cái xe máy để tiện đi rồi, mà còn đòi ra ở riêng như thế. Chị, đi mà. Chị nói không được là không được. Nhà có mỗi hai chị em, không ở với chị thì ở với ai? Làm sao? Anh Tài thỏ thái độ gì không thích à? Không ạ. Anh Tài quý em mà. Không đi đâu hết cả. Người ta thì muốn có nhà riêng để ở đây, mình cứ nằng nặc đòi ra ngoài. Không được. Ở đây. Chị. Chị nói không được là không được. Anh này, sắp tới em đi công tác 1 tháng. Hai anh em ở nhà nhớ bảo ban ăn uống đầy đủ ấy nhá. Không được bỏ bữa đâu đấy. Vợ cứ làm như hai anh em ở nhà còn trẻ con ấy. Má, Linh đi học về thì nhớ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa nhớ chưa? Không được đi chơi đâu đấy. Mới lên thì còn lạ nước lạ cái. Đi chơi ít thôi. Chị đi 1 tháng rồi. Chị đi 1 tháng. Tại sao dì không trả lời tin nhắn của anh? Dì biết là anh thích gì mà. Anh cứ đùa, anh là anh rể. Em và em vợ, làm sao mà được á? Em rể chả sao cả. Mày của con là người đúng không? Mày là thằng nào? Sao vào được nhà tao? Tao là bạn của Linh. Linh quen điện thoại nên tao mới quay lại đây. Đừng sợ, một tuần hết rồi. Mày cứ trâu ở đây con chó. Không ngờ bao nhiêu năm chung sống với anh, bây giờ tôi mới phát hiện anh là một kẻ biến thái như thế. Một giám đốc đạo mạo tri thức, hóa ra lại là một kẻ biến thái à? Anh xin lỗi. Cho anh một cơ hội. Anh không hiểu tại sao anh làm như vậy. Đây là em gái tôi mà anh dám như thế. Thử hỏi ra ngoài cái xã hội kia, anh còn như thế nào nữa? Nhanh, tôi còn đi. Anh không ký. Anh không đồng ý ly hôn. Anh không đồng ý ly hôn thì cũng được thôi. Tôi sẽ
sẽ kiện anh vì cái tội quấy rối em gái tôi. Để xem anh còn dám thế nào nữa. Bao tiền? Cậu chỉ cần cảm ơn là được mà. Các em đều là thành viên của lớp tài năng, đều là những người có thành tích nổi trội và điểm đầu vào cao nhất toàn trường. Vì thế nên cô rất hy vọng các em sẽ tiếp tục cố gắng để có được thành tích học tập tốt trong suốt những năm tháng học trên giảng đường đại học. Còn bây giờ thì cô sẽ điểm danh, chúng mình sẽ cùng làm quen với nhau nhé. Em cho cô, cho em vào lớp ạ. Em có vào nhầm lớp không? Đây là lớp tài năng, không phải lớp bình thường đâu. Dạ, lớp tài năng đúng không ạ? Em có tên trong danh sách mà cô. Em tên gì? Dạ, em tên là Lê Ngọc Như ạ. Lê Ngọc Như. Như này. Em phải hiểu là đây là lớp học ưu tú của trường, chứ không phải cái chợ để mà thích đến lúc nào thì đến, thích đi lúc nào thì đi. Là sinh viên của cái lớp này ấy, ngoài học lực ra thì cần phải có ý thức nữa. Thì ý thức của em để ở đâu? Dạ em. Dạ thưa cô, bạn ấy đến muộn là do em đấy ạ. Ô kìa Tài, sao chuyện của bạn ấy liên quan đến em? Em làm rơi đồ, bạn ấy đã nhặt được đồ của em và đã chạy theo em để trả lại em đồ. Hôm nay là buổi học đầu tiên, em hy vọng cô châm chước cho bạn ấy ạ. Thôi được rồi, vì em đã giúp bạn nên cô sẽ châm chước bỏ qua cho em lần này. Nhưng lần sau là không có ngoại lệ đâu nhá. Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học nhờ. Các em mở vở ra. Em có thể nhìn thấy đây là một cụm từ gồm có cấu trúc câu của nó như thế này. Còn nếu mà chúng ta chỉ cần dùng với lại bạn đồng trang lứa thì chúng ta chỉ cần dùng yêu thôi. Marin, Atme, Photon, Maus, Tostimila. Đó, thì ở đây phần này Marin là trạng ngữ, Atme là chủ ngữ, Photon đây toàn bộ cụm từ này chính là động từ. Các em có hiểu chưa ạ? Cụm động từ chúng ta sẽ phân biệt làm sao để kính ngữ với người lớn và các bạn đồng trang lứa như thế nào khác nhau. Để dùng qua mấy giờ rồi biết từ tay? Phân biệt. Dạ quên. Sử dụng với người lớn và trẻ em thì sẽ khác nhau như thế nào nhé. Còn bài học hôm nay thì đến đây là kết thúc. Tạm biệt các em.
chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tiết học tiếp theo. Đam mê nha. Không ngờ lại có duyên thật đấy. Cuối cùng cậu lại học lớp này. Làm quen nhá. Tớ tên là Lê Ngọc Như. Đừng tưởng giúp tôi một lần mà là cái bạn của tôi. Này, con chim sâu xấu xí như cậu đang đậu nhầm một lồng son rồi đấy. Ai cơ? Nhập quên kìa. À, tao vẫn không hiểu được tại sao nó thua được cả lớp của mình nữa. Nghe nói điểm của nó cao nhất trường ấy. Tao có trò này vui lắm. Sao? À, đi đúng kiểu gì làm bẩn mất cả giày tao rồi đây này. Tôi xin lỗi nhá. Nhưng mà lần sau ấy, cậu nên gọn chân vào một tí, chắn hết cả đường rồi. Gọn chân tớ? Đây không phải là đường nhà cậu. Còn đây là chân của tớ. Tớ muốn để đâu thì đấy là việc của tớ. Còn việc của cậu ấy, thì phải tránh xa cái chân của tôi ra. Sao cậu vô lý thế? Tao vô lý bởi vì tao không thích có lý. Mày có thích tao có lý không? Cúi xuống làm sạch giày cho tao. Cũng chỉ là đôi giày thôi mà, có nhất thiết phải như thế không? Nó chỉ là đôi giày thôi mà nó đắt hơn tất cả những thứ mày đang có trên người đấy con nhà quê ạ. Có đắt như thế nào ấy, nó cũng chỉ là đôi giày đi trên chân thôi, không đến mức cậu phải làm như thế đâu. Đúng, nó chỉ là một thứ đi ở trên chân thôi, còn bây giờ ấy, nó là thứ sẽ nhẵn lên mặt mày ngay lập tức ấy. Cậu sao không? Các cậu hơi quá rồi đấy. Nói đúng đấy, bố mẹ nào mà chẳng thương con.
chuyện riêng của hai người tự giải quyết đi, đừng lôi phụ huynh vào đây, không hay ho gì đâu. Ông nhìn đây này, nó post clip lên mạng để bôi xấu tôi đây này, phải không? Ông có để yên không? Clip này là sự thật mà, có gì đâu. Nhưng mà tôi chắc chắn với bà một điều, Như không phải là người post clip lên đâu. Sao ông cứ bênh nó chầm chập thế hả? Không phải đó thì là ai dám làm điều này? Hiện giờ tôi chưa thể nói cho bà, nhưng tôi chắc chắn với bà một điều, đây không phải là clip duy nhất, mà có rất nhiều clip khác đang phát tán trên mạng đấy. Tôi nói cho ông biết nhá, tôi thách cả cái trường này, đứa nào dám post clip lên mạng, trừ cái con danh con người ta. Vấn đề ở đây không phải là dám hay không dám, mà điều quan trọng tôi nghĩ bà nên tìm cách mà giải thích với ban giám hiệu đi, chứ không phải chỉ đứng đây truy lùng người phát clip đâu. Như mọi lần thôi. Một mình cô không sao, nhưng mà lần này... Như mọi lần thì cô giải quyết giúp em đi. Cô biết em là ai mà, đúng không? Cô biết. Nhưng mà lần này cô bắt buộc phải kỷ luật em theo đúng quy định. Không kỷ luật không được, em hiểu chứ? Sao mà phải hiểu? Cô biết bố em là ai mà. Cô biết. Nhưng mà clip đã lan truyền khắp cộng đồng mạng rồi, các trang mạng xã hội đều đưa tin, nên nó không chỉ đơn thuần là nội bộ của trường mình nữa. Đây là vấn đề bạo lực học đường đấy. Nhà trường và ban giám hiệu phải chịu trách nhiệm về việc này đấy. Cô không thể tiếp tục bao che cho em mãi được. Em sẽ bị kỷ luật, đình chỉ học một tuần, viết bản kiểm điểm và cam kết sẽ không tái phạm việc này lần nữa. Kỷ luật em ạ? Cô đã hỏi ý kiến của bố em chưa? Đây, bố em đã ký vào rồi đây này. Không thể nào có chuyện đấy được. Thu này, em phải hiểu là em làm gì cũng được, nhưng mà không được để ảnh hưởng đến nhà trường và ban giám hiệu. Cô và bố em không thể bao che cho em mãi như thế này được. Lớn cả rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau em ạ. Chào tất cả các cậu, tớ là thành viên mới của lớp. Số tiền đâu rồi nhở? Con nha, mày không biết mở mồm ra mà xin lỗi à? Tại sao tôi phải xin lỗi? Cuối cùng thì mình cũng có thể bước chân được vào trường mà mình hằng mong ước. Cố lên Như, mày làm được mà. Xin chào tất cả các cậu, tớ là thành viên mới của lớp, rất vui được học cùng các cậu. Mong là các cậu giúp đỡ tớ nhá. Chào cậu nhá, cho phép tớ ngồi đây được không? Cô nói học em.
Theo như cô phân công thì tớ được làm lớp phó đời sống, nên là bây giờ tớ sẽ đi thu tiền quỹ lớp như đã bàn bạc sáng nay nhá. Suốt ngày tiền nào. Cảm ơn cậu. Tớ thu tiền. Cảm ơn cậu. Cậu cộng cái gì? Ba mới thì phải học luật chứ, đúng không? Này, cậu quá đáng thật đấy. Có thù không? Đùa tính làm gì mà căng. Đến giờ vào lớp rồi đấy, về chỗ đi. Đáng vui. Rồi học đi. Tớ đã để trong túi rồi mà tự dưng bây giờ lại không thấy đâu cả. Này, ý của cậu là trong cái lớp này có người ăn trộm tiền của cậu đấy hả? Không, tớ không có ý đấy. Không có ý đấy thì tốt á. Đừng có cái kiểu vừa ăn cắp lại còn vừa la làng. Này, tớ bảo là tự đi kiếm tiền về mà đền bù bằng số tiền đấy đi nhá. Cả cái lớp này không ai thừa tiền bố thí của cậu đâu. Làm nào bây giờ? Cảm ơn cậu nhá. Nếu mà không có cậu hôm nay, tớ sẽ không biết phải làm thế nào cả. Không có gì đâu. Nhớ trả tớ tiền là được. Xử nó đi. Không để nó lộng hành mãi như thế này được. Gặp để xin lỗi cậu thôi mà. Bọn tớ xin lỗi nhá. Chuyện hôm trước à? Tớ cũng quên rồi, tớ không để ý gì đâu. Đây, thế uống hết cốc nước này coi như là quà chuộc lỗi nhá. Tớ cảm ơn nhá. Ngon lắm đấy. Ngon đấy. Ngon nào, uống nhiều một tí đi. Mà bây giờ tớ phải đi rồi. Tớ đi trước nhá. Khỏe ạ. Tớ đưa gọi lên phòng y tế nhá. Này, sao đây? Nhìn trông cũng ngon phết nhở. Một tác phẩm quá tuyệt vời. Để xem mấy bức ảnh này mà lên trên mạng.
kèm theo một cái tuốt đó. Thế thì nó đi học kiểu gì nữa nhở? Mà tôi cũng phải công nhận ý, bà nghĩ ra cái chiêu này cũng đỉnh đấy. Chuyện tôi là thu bạn của bà mà lại. Mà muốn sập cả cái điện thoại. Chuyện ui. Công nhận ý, độ hot cũng không thua kém gì diễn viên Nhật Bản đâu. Mà cứ cái đà này, nó không dám đến lớp mất. Làm sao mà dám đến lớp cho được? Mà kể ra con này nó cũng ngon đi. Tôi bảo hôm đấy nhá, chua thuốc mê nó xong, tôi chụp hình không ai nhìn thấy, không ai biết cả. Xem nó giải thích với thiên hạ như thế nào. Tôi không ngờ ấy, là tôi có một người bạn vừa thâm vừa hiểm như bà đấy. Ba cái con danh con như thế này ấy, đúng cái nhẹ thôi là toang rồi. Làm sao mà qua được tôi? Trời ơi, đói quá, thế này lại phải đi ăn mừng rồi. Đi tôi bao. Sao phải sợ? Cậu cứ lên lớp với tớ, đi. Ôi. Trời ơi, ai đây thế này? Nhìn trên hình với cả ngoài đời khác nhau quá đi mất thôi. Công nhận, mặt cậu cũng dày quá. Bên ngoài trông các cậu rõ sang chảnh. Các cậu biết bên trong các cậu như nào không? Tôi làm sao? Nhân cách vứt đi. Bà đã thấy chưa? Hại cậu ấy tới mức như thế này, các bà thỏa mãn lắm sao? Dừng lại bây giờ là đã quá muộn rồi đấy. Các bà khinh người khác nghèo, vậy các bà hãy soi lại mình đi. Soi lại xem nhân cách của mình có nghèo hay không. Như đi thôi cậu. Ra ngoài đường á, đừng gọi tôi là con. Bố ơi, đây là thành phố lớn, người ta nhìn thấy có xấu hổ lắm. Em lại là một đứa con bất hiếu như vậy. Tại sao ông lại phải làm như thế ạ? Con về thì không các bạn nhìn thấy con. Con sẽ luôn tự hào về bố. Ôi dồi ôi, con tôi đã lớn thật rồi.
Alo. Dạo này bố khỏe chưa ạ? À bố khỏe. Ơ thế con thế nào, tình hình học tập của con thế nào rồi con? Học tập cũng phải giữ sức khỏe đấy nhá con nhá. Con gọi điện để thông báo cho bố biết dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường sắp tới á, con có mặt trong danh sách khen thưởng đấy ạ. Một trong những sinh viên xuất sắc nhất trường. Ồ, con bố giỏi quá. Thế thì hay là ngày con được nhà trường tổ chức khen thưởng thì bố lên thăm con nhé. À, thôi, không cần đâu ạ, bố không phải lên đâu. Ở trên này á, con tự lo được mà. Bố ở nhà, bố mặc ấm, giữ gìn sức khỏe nhá. Ôi, bố giữ gìn sức khỏe. Nhưng bố muốn lên thăm con cái ngày mà con được nhà trường trao phần thưởng. Bố muốn cho con... nhá. Cái thằng này đã tắt mất rồi. Tội nghiệp thằng bé. Từ trước đến nay mình bận tối mắt tối mũi, không thể đưa nó đi dự một buổi học nào cả. Chắc thằng bé cũng thương mình. Đường xá xa xôi vất vả nhưng mà không được. Chuyến này nhất định mình phải lên thăm nó để đỡ tủi thân. Xin lỗi cậu, nếu không phiền tôi có thể ngồi đây được không? Dạ vâng, chú tự nhiên ạ. Chú lên thành phố thăm người nhà à? Không, hôm nay chú lên thăm con trai chú một trường đại học. Hôm nay nhà trường khen thưởng cho nó được học sinh xuất sắc. Bạn là chú học giỏi quá, chắc là chú tự hào về bạn lắm nhỉ? Chú rất tự hào về con chú cháu ạ. Nhưng mà cậu muốn nói đến bộ quần áo của tôi như thế? Cháu thấy bộ quần áo của chú chắc là không được phù hợp lắm. Không phải đâu, đấy là tôi cố tình như thế đấy. Sao ạ? Chú cố tình ấy ạ? Tôi cố tình mặc như vậy là chả là thế này. Thật ra thì tôi có mỗi bộ quần áo này là không được tương tất. Cái đi đường thì tôi lộn trái ra tôi mặc. Thế đến khi mà đến trường của con tôi lộn phải ra thì nó vẫn thẳng thiu ở tương tất. Nhưng mà chú không sợ là chú mặc áo trái ra đường chú sẽ mất thể diện và người ta sẽ để ý chú không? Chú mất thể diện đấy làm sao đâu. Miễn làm sao là tôi tính được cho con tôi nhận mặt. Chú đúng là một ông bố vĩ đại. Cháu có thể xin phép chụp với chú kiểu ảnh để sau này cháu có con, cháu có thể cho con cháu xem cái sự hy sinh của người bố được không ạ? Ôi biết nữa, cháu có con thì cũng như chú ấy mà. Cháu xin phép với cháu chụp với chú kiểu ảnh nhá. Được rồi. Cảm ơn chú ạ. Cảm ơn cháu. À mà thôi, xe của chú đến rồi, phải đi đây nhá. À vâng, cháu cũng đi chuyến này luôn. À thế à, thôi cứ đi. Nhấp. Nhấp ơi, bố đây con. Đây là bố cậu á. Sao cậu bảo bố cậu là giám đốc công ty ở quê cơ mà? À, thì... Đây là bố cậu á. À, đây là bác Phúc giúp việc nhà tớ đấy. Bác ấy bị có vấn đề về thần kinh, lúc nào cũng nghĩ tớ là con ấy. Này, ông kia, bao nhiêu lần tớ dặn ông rồi, ra ngoài đường á, đừng gọi tôi là con, người ta hiểu nhầm đấy. Con cậu cứ về trước đi, có gì mai gặp nhá. Ừ, mai gặp lại nhá. Con vừa gọi bố là... Bố, sao lên đây không bảo trước con một tiếng? À, bố định mang cho con ít rau mì trứng lên cho con tầm bổ. Xong rồi tiện là để tham dự lễ trao giải của con. Xong bố về ngay mà. Bố nhìn xem, cái áo này á, bố có biết bố mặc bao nhiêu năm trời rồi không? Bố ơi, đây là thành phố lớn. Ở đây á, người ta ăn diện lắm. Bố mặc thế này ra đường á, xong nhận con là con á, người ta nhìn thấy có xấu hổ lắm. Nhớ, thầy, sao thầy lại ở đây ạ? Thầy không thể ngờ em lại là một đứa con bất hiếu như vậy. Em cũng biết vì giữ thể diện cho em, bố em đã... Thầy đừng nói gì cả, coi như không biết thôi. Cháu không thể thấy sinh viên của mình như vậy.
mà cứ im lặng mãi được. Không sao thầy ạ, tôi chịu được. Nhậm, con cầm túi đồ này vào đi. Bố đi đây. Thầy, chuyện này là sao ạ? Thầy biết bố em ạ? Đến nước này thầy không thể im lặng để em cứ mãi thế này được nữa. Em nói thế là sao ạ? Em có biết vì giữ thể diện cho em suốt quãng đường đi bố em đã mặc áo trái không? Mặc áo trái ạ? Ông ấy không muốn em xấu hổ nên suốt quãng đường đi đã mặc áo trái, để đến khi gặp em ông ấy có thể có một bộ dạng tươm tất nhất. Vậy mà em... Em không tin đâu. Tại sao ông ấy phải làm như thế ạ? Nếu như em không tin, thầy sẽ cho em xem cái này. Nhìn đi. Bây giờ thì em đã tin những gì thầy nói chưa? Bố em. Bố ơi, con biết con sai rồi. Con, sao con lại đến đây? Con về thì không các bạn nó nhìn thấy con. Không, bố ơi, con đã sai. Con không nhận bố. Con còn chê ba chiếc áo mà bố mặc nữa. Nó không sao, con ngồi lên đây. Đúng là con tôi đã lớn thật rồi. Bố ơi, nghe những lời nói này của con bố vui lắm rồi con ạ. Bố ơi, bố lại đây với con nhé. Bố con dẫn bố đi chơi, đưa bố đi ăn những món ăn ngon nhất ở đây. Đặc biệt con muốn dành tặng một chiếc áo mới cho bố, để bố không còn phải mặc áo lệch nữa đâu ạ. Ôi dồi ôi, con tôi đã lớn thật rồi. Thầy rất vui vì em đã nhận ra sự hy sinh của bố mình. Nhưng theo thầy, trước tiên em nên đưa bố về trường để giữ lễ tuyên dương của em trước đã. Đúng rồi bố ạ, bố về trường với con bố nhé. Cảm ơn thầy. Bố ơi, kể từ giờ phút này á, con sẽ luôn tự hào về bố. Bố đừng nghĩ ngợi gì bố nhá. Giờ bố theo con về trường. Con tôi đã lớn thật rồi. Bây giờ bố đi với con. Chú Thoại chơi nào đúng không? Cháu về Thoại thì xong rồi chú mới nói con đấy. Con ngồi lớn là một lần thôi. Đấy là câu nào cháu Thoại xong chú vẫn Thoại câu đấy á. Câu nào cháu thấy chú cũng bảo là con lớn thật rồi. Em xin ông Nguyên Thoại ạ. Đổi luôn. Thế nào con cũng trước thế nào với bố đừng nghĩ mời gì cả. Giờ bố theo con về trường thôi. Được rồi. Giờ chú con Thoại đó. Thoại ạ. Đổi luôn. Bắt đầu. Rồi, chú bảo con tôi lớn được rồi. Đâu, cháu con Thoại mấy con gì cơ? Anh em xin phép nhá. Con tay tôi lớn được rồi. Mày này. Bắt đầu chưa? Rồi ạ. Rồi đi. Quay sang cảm ơn thầy. Nối anh. Nhậm. Nhậm ơi. Con đây mà chú. Đi đâu mà hay ở lại đấy. Anh. Nối anh. Trao phần thưởng con điện thoại đúng không? Là gọi thoại. Bố em đã. Em luôn là một sinh viên, thầy đã đồng ý. Em xin lỗi một tí ạ, em xin lỗi vì chú vừa đá máy. Thôi không đá đâu, chú đi đặt cái này cho nó. Điện bắt lần. Thầy không thể im lặng được nữa. Không mà, xong rồi em sẽ bắt đầu nhanh ơi. Bắt đầu. Có xe đến rồi, đi đến chỗ bắt. Mình cầm gói. Nhập. À, xin lỗi.